Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin nóng cà phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Doanh thu của Việt Á tăng gấp 6 lần trong năm bắt đầu bán kit xét nghiệm. Từ năm 2016 đến năm 2019, doanh thu của công ty Việt Á giảm liên tục nhưng tăng vọt vào năm 2020. Khi bắt đầu kinh doanh kết xét nghiệm COVID-19, cơ quan điều tra vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Quốc Việt, tầm giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á để điều tra về hai những sai phạm trong việc nâng khống giá ký xét nghiệm COVID-19. Theo nguồn tin của chúng tôi, phần lớn tài sản của Việt Á hình thành từ nguồn gốc vốn sở hữu, tức không phụ thuộc vào vốn vay. Quy mô tổng tài sản đến cuối năm 2020 đạt hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó hơn 1.000 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu. Trong 4 năm từ năm 2016 đến năm 2019, hoạt động của công ty Việt Á có xu hướng giảm dần kinh doanh, thu từ mức 166 tỷ giảm về còn 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu này đã tăng vọt lên hơn 400 tỷ đồng vào năm 2020, gấp 6 lần so với năm 2019. Năm 2020 cũng là năm Việt Á bắt đầu kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19. Tháng 4 năm 2020, Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất.Trả lời báo chí khi đó ông Việt cho biết, giá mỗi bộ kit xét nghiệm từ 400 nghìn đến 600.000 đồng là mức thấp nhất, thấp hơn thế giới nhiều lần. Khi kết quả kinh doanh của Việt Á cho thấy lợi nhuận cũng tăng nhưng không đáng kể nếu so với quy mô của doanh thu. Năm 2016 đến năm 2019, công ty này ghi mức lợi nhuận chỉ vài trăm triệu đồng mỗi năm. Năm 2020, dù doanh nghiệp thu hàng trăm tỷ đồng, Việt Á mới chỉ lãi gần 1,5 tỷ đồng. Ước tính theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, công ty Việt Á đến nay cũng đăng ký cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác nhau của 62 tỉnh thành với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Cũng theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp này đã lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu tiết xét nghiệm covid-19 để thông đồng với lãnh đạo CDC, hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các pháp nhân trong hệ thống lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Chi phí xét nghiệm PCR trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 được Bộ Y tế giải thích là theo quy định mức 734.000 đồng trên một mẫu, giá này đã bao gồm chi phí nhân viên phục vụ, vật tư tiêu hao đi kèm giá kit xét nghiệm, nhưng kít xét nghiệm lại không phải mặt hàng trong diện áp giá sàn, giá trần theo các luật hiện hành theo nên cung cầu. Ông Phan Quốc Việt là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Theo cổng thông tin, về đăng ký kinh doanh công ty này được thành lập năm 2007, trụ sở chính tại Hồ Văn Huệ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, vốn đăng ký chỉ 80 triệu đồng nhưng sau hơn 10 năm đến năm 2017 đã lên 1.000 tỷ đồng. Lần gần nhất doanh số của cổ đông Việt Á được công bố năm 2009 khi đó ông Phan Quốc Việt nắm giữ 10,2% cổ phần của công ty, hai cổ đông còn lại là ông Đồng Sĩ Huy và bà Hồ Thị Thanh Thủy nắm giữ 5% và 4,8%. Việt Á đăng ký 64 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực chính là buôn bán thuốc, bán móc, thiết bị phụ tùng. Tuy nhiên, trên website của công ty giới thiệu chuyên về lĩnh vực sinh học phân tử sở hữu đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực này và là nhóm đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công và đưa vào thương mại từ rất sớm các kit sử dụng xét nghiệm kỹ thuật time PCR và lai phân tử. Việt Á không phải là doanh nghiệp duy nhất có bóng dáng của ông Phan Quốc Việt. Ông Việt còn là đại diện theo pháp luật của 11 công ty khác và bốn văn phòng đại diện tại các tỉnh trong hệ sinh thái y tế và thiết bị y tế. Ông Việt đứng tên ở hai doanh nghiệp là công ty cổ phần y tế Việt Á và công ty cổ phần đầu tư Việt Á Y Dược 99. Công ty y tế Việt Á vốn điều lệ là 500 tỷ đồng. Ngành nghề chính là hoạt động động phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh cao nhất trong hệ sinh thái. Năm 2018 công ty này ghi nhận doanh thu thuần là hơn 1.400 tỷ đồng, tăng lên hơn 2.600 tỷ đồng vào năm 2019. Trước khi giảm mạnh còn hơn 100 tỷ vào năm 2020. Tuy nhiên kết quả kinh doanh của y tế Việt Á cũng tương tự. Công ty công nghệ Việt Á dù biên lợi nhuận gồm duy trì ở mức 30 đến 40%, công ty này lỗ dòng đều đặn những năm gần đây. Công ty đầu tư Việt Á y dược 99 cũng tương tự. Doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu khoảng 13 đến 16 tỷ đồng mỗi năm trong 3 năm gần nhất nhưng báo lỗ 9 đến 16 tỷ đồng